tiếp tục đến với cột 07 được dài 17 mét. Được, cần này dài mà. Cần này dài nó bỏ được hết á. Chúng đã quăng qua lậu số bao này nè, 15 gào nè. Con này là dạng khủng của vùng đất An Biên, U Minh Thượng luôn nha các bạn. Vùng đất dưới đây ít có những con bự gì đó. Trời ơi, vùng đất này xứng đáng đây. Bằng một gầu rưỡi vậy. Thank you.
sao đâu, không sao đâu. Quá đẹp. Tính tiền. Xong rồi nha các bạn. Rồi, mình tạm thời kết thúc và khép lại video này tại đây nha các bạn ơi.